Từ bây giờ trở đi tao cấm. Tao mà nhìn thấy thằng Toàn nó lởn vởn ở quanh mày ý là tao đuổi thẳng cổ. Cái loại đàn ông bê bết, lười nhác, bây giờ lại còn làm trai bao nữa. Mày đã thấy mày ngu chưa? Bây giờ ân hận cũng đã muộn rồi con ạ. Bình tĩnh đi em. Em đừng có mắng con như thế. Mày làm như là tao, như thế là tao sung sướng lắm ấy. Nhìn thấy con gái mình có thể lỡ dở cả một đời vì một cái thằng rẻ rách, mày bảo tao kiềm chế làm sao? Nhưng nếu bố chồng con không qua khỏi thì liệu mẹ con mình có sống thanh thản được không? Em để anh Đức mang cháo vào cho, nhớ ở nhà cần gì chị còn bảo lấy. Anh à, cháo được rồi hả? Xong rồi ạ. Anh nghĩ là chị cậu sợ cậu ra mặt rồi là ông tán sông. Vâng. Thôi, đành vậy chứ biết làm thế nào. Mà cậu cũng nên dành thời gian ở nhà mà suy nghĩ, rút kinh nghiệm bản thân đi. Nhưng mà cái hoàn cảnh của cậu hôm qua thì khó thanh minh thật ấy. Vợ bỏ, cờ bạc, không nghề ngỗng gì. Ngày dẫn đến chuyện trái bào cũng dễ thôi. Anh im đi!